Sau đây là một nhạc phẩm rất là dễ thương quý vị. Nhạc sĩ Đức Quỳnh đã phổ thành nhạc từ bài thơ của Nguyễn Bính. Nhạc phẩm mang tựa đề Thôi Tô. Ông đã viết có những câu rất là nghe rất là dễ thương và trữ tình. Em lo gì trời gió, em lo gì trời mưa, em lo gì mùa hạ. Vâng, kính thưa quý vị, rất là hay phải không quý vị? Và ông viết thêm một câu mà nghe rất là dễ thương. Tôi đã xong ngoài áo em và áo anh. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm Thôi Tơ của nhạc sĩ Đức Quỳnh qua giọng hát của nam ca sĩ Lương Xuân Ngân. Xin mời anh. Cảm ơn Đức. Nghe cái nhạc sĩ sợ quá. Kính thưa cha cũng như toàn thể quý vị hiện diện trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là ngày bắt của các bà mẹ của bà Đức Mẹ Lộ Đức. Vì vậy trước hết xin kính xin Thiên Chúa hãy gìn giữ cũng như bán thương để giúp cho hội mỗi ngày một thêm thành tiến. Và sau đây là nhạc phẩm Thôi Tơ của Đức Quỳnh. Thank you.
You.